Xin chào tất cả các khách hàng của nhà TTV. Mẫu đầm mà em Nhung đang mặc là một cái mẫu đầm rất là mới của nhà em luôn. Mang một cái thiết kế cổ điển với cái kiểu dáng giống như là sừng xám như thế này sẽ làm cho các chị nhà mình trẻ trung hơn và sang trọng hơn khi mà mình diện đi chơi hoặc là mình diện đi những cái buổi tiệc các chị nha. Mẫu đầm TTV 522 mà em Nhung đang mặc có giá là 415.000. Nhưng mà nếu như mình chia sẻ bài viết này được hỗ trợ giảm giá 20.000 và cả luôn cái miễn phí ship toàn quốc cho mình luôn nhé. Ưng ý thì mình có thể ghé qua ba chi nhánh của nhà em. Tại địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để mình săn cái sản phẩm này. Màu em Nhung đang mặc cho các chị nhà mình xem nó sẽ là màu đen, được thiết kế trên chất liệu vải là vải thun nhung cao cấp có độ co giãn cho mình ha. Đường viền cho mình là màu đỏ và những cái hạt nút ngọc như thế này rất là sang luôn. Mẫu đầm TTV 522 có size từ size S đến size 3XL, tương đương là từ 45 cho tới tầm khoảng 75 cân là mình mặc vừa nhé. Ưng ý thì ghé liền ba chi nhánh hoặc là comment lên trên bài like này của em để mình có thể chốt liền cái sản phẩm này theo cú pháp là TTV 522 đen và số điện thoại cho em các chị nhé. Chào tất cả các chị nhà TTV. Hôm nay với Nhung có một mẫu đầm gọi là sườn xám dành cho các chị nhà mình trong cái bài viết này nha. Và chị nào nhà mình chưa sở hữu được những cái mẫu sườn xám của nhà TTV thì ngày hôm nay nhớ theo dõi hết cái video này giúp em Nhung ha. Mẫu đầm TTV 553 mà em đang mặc hiện tại là có size tới tầm 75 cân cho các chị nhà mình luôn. Tương đương là từ 45 nè tới 75 là size 3XL cho các chị nha. Và mẫu đầm gọi là sườn xám như thế này thì em lên cho mình bằng chất liệu vải lụa Vân Pháp, là một chất liệu vải đang rất là thịnh ở trên thị trường. Về cái độ mềm mại và cái độ sang trọng của cái chất liệu vải này sẽ giúp cho các chị nhà mình thoải mái hơn trong những cái buổi tiệc nè, hoặc là kể cả là mình đi làm công sở nha. Màu sắc mà em Nhung đang mặc đây là một cái tông màu xanh rêu và có những cái điểm hoa màu đồng như thế này cho mình nhìn rất là sang, đúng không ạ? Chất liệu vải này thì nó có những cái vân ẩn và nổi ở trên cái bề mặt vải, kể cả bên ngoài và bên trong luôn, tạo cho mình một cái cảm giác rất là sang luôn các chị em ha. Và những cái nút giả với Nhung đi cho mình ở trên cái phần vai tạo thêm điểm nhấn cho mẫu sườn xám TTV 553, giá chỉ có 475.000 cho các chị thôi. Đây phải nói là một cái mức giá cực kỳ ưu đãi mà TTV mang đến cho các chị nhà mình luôn. Nếu như mà chị nào nhà mình ở gần á thì mình có thể ghé ngang qua ba chi nhánh của nhà em để mình có thể săn liền cái sản phẩm này các chị nha. Địa chỉ sẽ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú giúp em để mình có thể trải nghiệm và săn cái sản phẩm này. Còn chị nào nhà mình ở xa mình cũng đừng lo lắng nha. Mình chia sẻ cái bài viết này giùm bé Nhung thì mình sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20.000 nè và miễn luôn cả phí vận chuyển cho các chị luôn ạ. Nhớ là đặt hàng giùm em theo cú pháp đó là TTV 553 kèm cho em là số điện thoại của các chị nha. Các bạn tư vấn viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho mình. Và nếu như mà chị nào á nhà mình có những cái khuyết điểm ví dụ như là cái phần bụng của mình to, eo to hoặc là bắp tay to, các chị cứ việc tự tin diện cái mẫu sườn xám 553 này cho em Nhung. Bởi vì cái chất liệu vải lụa Vân Pháp nó có độ co giãn thoải mái cho các chị. Và mình nhìn thêm giùm em có một điểm nhấn cho mình, đó là một cái đường xẻ hơi gọi là hơi ngắn một chút xíu ở bên phía tay trái của bé Nhung nha. Cái phần xẻ này sẽ tăng thêm cái sự trẻ trung cho các chị nhà mình ạ. Đừng bỏ qua mẫu đầm TTV 553 mà em đang mặc nha các chị. TTV xin chào tất cả các chị ạ. Ngày hôm nay em Nhung mang đến cho các chị nhà mình thêm một mẫu đầm được may bằng chất liệu vải lụa Vân Pháp các chị nhà mình ha. Đây phải nói là một chất liệu vải mà các chị nhà mình đang rất là chuộng luôn ạ. Về khi mà các chị mình diện cái mẫu bằng cái chất liệu vải lụa Vân Pháp này á thì mình sẽ có cái cảm giác rất là thoải mái và bề mặt vải của nó cực kỳ là sang. Mẫu đầm mà bé Nhung đang mặc có mã số sản phẩm là TTV 554 các chị em nha. Và mẫu đầm này hiện tại bên nhà TTV chỉ có giá là 465.000 cho các chị nhà mình thôi. Và nếu như khi mà các chị nhà mình ở xa thì mình có thể chia sẻ cái bài viết này, mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 20.000, còn 445.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển cho các chị. Đây là một mẫu đầm cơm su với thiết kế túi hai bên đường sườn cho mình và có phần viền cổ cũng giống như là phần viền tay như thế này, tạo điểm nhấn thêm cho các chị. Ở trên cái tông màu đỏ thì em nghĩ là cái form này các chị có thể diện đi chơi nè, đi làm hoặc là kể cả những cái buổi tiệc thì rất là sang trọng, đúng không ạ? Đừng bỏ qua mẫu đầm chất liệu vải lụa Vân Pháp này của nhà TTV với giá chỉ còn 465
165.000 các chị nhá. Mình có thể ghé liền ba cơ sở của nhà em để mình săn cái sản phẩm TTV 554 mà Bé Nhung đang mặc tại cơ sở 1192 Quang Trung, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để mình có thể săn cái sản phẩm này. Còn nếu như mà các chị nhà mình ở xa không ghé cửa hàng của nhà TTV được, mình có thể là đặt hàng lên trên bài viết này dùng em theo cú pháp là TTV 554 và kèm cho Bé Nhung số điện thoại. Bên em sẽ có bộ phận tư vấn viên liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nha. TTV xin chào tất cả các chị đẹp ạ. Hôm nay là mình có thêm một cái mẫu đầm ôm body rất là xuất sắc luôn. Và cái mẫu đầm này đã được rất là nhiều chị nhà mình săn về nhà rồi. Còn nếu như mà chị nào nhà mình chưa biết đến hoặc là chưa săn em đầm TTV 391 này thì mình nhanh tay rinh em đầm này về nha. Giá của em đầm này chỉ có 435.000 nhưng mà vẫn hỗ trợ giảm cho các chị còn 415 nếu như mà mình chia sẻ bài viết giùm em. Ghé cửa hàng vẫn được hỗ trợ giảm giá. Còn chị em nào nhà mình ở xa thì mình sẽ có thêm một ưu đãi nữa. Đó là bên TTV sẽ hỗ trợ phí ship toàn quốc cho các chị nhà mình luôn nhé. Mẫu đầm này thì em thiết kế dựa trên chất liệu vải đuổi trơn cao cấp nè, phần nơ phía trên cổ và có túi ở hai bên cho các chị luôn. Rất là tiện lợi để các chị nhà mình có thể diện mẫu này đi tiệc nha. Đi tiệc hoặc là đi làm đều được hết. Có hai tông màu cho các chị lựa chọn. Đầu tiên là tông màu đỏ đô em Nhung đang mặc. Và bây giờ thì em sẽ thử qua tông màu tiếp theo cho các chị nhà mình xem nhé. Và đây là tông màu vàng đất của mã số sản phẩm TTV 391 mà em Nhung đang giới thiệu cho các chị nhà mình đây ạ. Cái phần nơ này á, em nó sẽ may xéo qua một bên tạo điểm nhấn cho mẫu đầm này các chị em nhé. Chất liệu vải đuổi trơn là một chất liệu vải đang rất là hot về cái độ co giãn thoải mái nè, thấm hút mồ hôi và cái chất liệu vải này nhìn vào rất là sang luôn. Nên là các chị đừng bỏ qua em đầm mà em Nhung đang mặc ha. Tông màu vàng đất này khi mà các chị nhà mình diện lên á, nó sẽ giúp cho mình là tôn được cái nước da của mình nè. Thiết kế hai phần túi ở hai bên và giá hiện tại của em này chỉ có 435.000 và size tới tận 75-76 cân cho các chị luôn nhé. Nếu như mà các chị nhà mình ở gần các chi nhánh của nhà TTV thì mình có thể ghé ngang qua cửa hàng là 1192 Quang Trung, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để mình cùng em trải nghiệm sản phẩm này. Còn chị nào nhà mình ở xa mình có thể comment đặt hàng lên trên bài viết này giùm em nha. Là TTV 391 vàng hoặc TTV 391 đỏ, kèm thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị, hỗ trợ phí ship cho mình toàn quốc luôn nhé. Nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho